nếu ta cho nó bán được, nếu là ta cho nó bán thổ đất hiện bây giờ nhá, dạ. Ta cho nó bán thổ đất hiện bây giờ nó ở nhá, dạ. Nó phải quay đầu về tứ phụ nhá. Chứ nếu nó không quay đầu về tứ phụ thì ta không cho bán. Bây giờ là tiến chủ đang quay đấy ạ, chứ tiến chủ không phải chạy đi đâu, nhà tiến chủ cũng thờ cây hương ngoài trời mà. Chưa đủ. Nó phải, phải lập phủ điện, nó phải lập điện nó ra cơ. Dạ. Nhá. Nhưng mà lập điện nó ra thì mới được. Nhưng mà con xin ngài là... Con nhà bốn phủ tại sao lại trốn? Nhưng mà con xin ngài là giờ tiến chủ tuổi cao rồi. Con nhà bốn phủ tại sao nữa? Tuổi cao thì sau này con đệ của nó chứ. Đệ của nó là cái thằng Đinh Mão chứ. Thì ngài đấy thì việc các ngài sắp xếp để cho cái thằng Đinh Mão ấy nó thờ các ngài. Phải rồi. Vâng. Nhá. Không thờ thì cũng không cứu được con, không cứu được chồng. Nhá. Vâng. Nhá. Sau này ta cho bán nhá. Vâng. Ta cho bán để trả nợ nhá. Vâng. Nhưng trả nợ xong phải ta tìm, ta sẽ tìm chỗ ở nhá. Vâng. Tự ta sẽ tìm chỗ ở nhá. Dạ. Ta tìm chỗ ở xong ta sẽ cho dựng điện nhá. Dạ. Phải thờ nhá. Dựng điện xong ta sẽ cho ăn được bốn phủ nhá. Dạ. Nhá. Dạ. Hiện giờ đang ăn được bốn phủ giấy. Dạ. À, tại sao nó không khai? Nó đang ăn được bốn phủ giấy. Lộc Hoa Mãn không phải là bốn phủ à? Nó làm gì ạ? Lộc Hoa Mãn. Làm gì con không nghe rõ. Lộc Hoa Mãn. Hoa Mãn là cái lộc gì con? Lộc Hoa Mãn, lộc mã, hàng mã là lộc Hoa Mãn, còn lộc gì? Tức là giàu là làm lộc làm mã. À, rắn mã. Rồi. À, thế là ăn lộc. Nó đang được hưởng bốn lộc bốn phủ, nhưng mà không biết đường cung tiễn. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Nhá. Dạ. Ta cho nó bán nhà nhá. Dạ. Ta cho bán nhà, bán đất trước. Dạ. Xong rồi bán nhà nhá. Dạ. Nhưng bán nhà phải sẵn năm nhá. Dạ. Ta sẽ đưa khách đến nhá. Dạ. Mua được giá cao nhá. Dạ. Có sổ đỏ bán được giá cao nhá. Dạ. Bảo nó cứ yên tâm nhá. Dạ. Vâng, con nhá. Tin rồi, các ngài về là con tin lắm. Bảo nó cứ yên tâm nhá. Dạ. Chứ năm nay bán là đen. Bảo nó cứ yên tâm. Dạ. Nhá. Dạ. Nhá. Dạ vâng ạ. Bảo nó cứ yên tâm. Dạ. Ông đi đâu đấy? Chính ta là hổ. Ông là con của hổ gì? Vâng. Chúng ta chỉ là hổ con thôi. Dạ vâng ạ, ông là hổ con. Ta là hổ con ngự tại núi con mình nhé. À, ông là hổ ở trên của đất tiến chủ ở. Dạ vâng ạ, đây con chào ông. Thế ông về ông nhìn ông hổ nhà con đẹp không? Ông hổ nhà to, con là to hơn ông nhỉ? À, ông còn phải vái ông hổ nhà con chứ mà. Con... Ở trên đấy ông có tượng không? Không. Nhưng mà ông ngồi như thế à? À. Ông bị người ta, ngày xưa ông bị người ta bắn chết à? Không. Ông già ông mất à? Không. Lúc ông là hổ ở trên trần ý. Là... Không. Lúc... Ta bị yểm. À, ông bị yểm á? Ta yểm ở đấy. À. Nên ta chỉ được ở phép ở đấy thôi, ta không được đi đâu. À. Đi đâu ta chỉ muốn xét người này thôi. À. Ta bị yểm. Vâng vâng. Nhớ, ta bị yểm như thế này. Vâng vâng. Nhớ. Dạ. Thế là ông đang ở cái tổ 32, khu Đông Tiến 2 đúng không? Vâng. Chân núi con vịt. Chân núi con vịt. Thế ông về đền nhà con, ông thấy đền nhà con có thiêng không? Ông có nhìn thấy các ngài nhà con không? Các ngài nhà con có quý ông không? Dạ, con cảm ơn ông. Thì ông ở trên đấy là cái tiến chủ là muốn bán đất, nhưng mà cái người hàng xóm này cứ bảo đất nhà tiến chủ có tà, thì có phải không ông?
Làm gì có tà, con xem trong bài không có tà, toàn có thần thôi. Cậu chết. Thà vào đây ông ăn thịt. Cậu chết, cậu chết. Vâng, vâng. Cái người nó cứ nói dèm pha đấy. Ông phạt cái đứa nó dèm pha. Không còn. Không còn. Nó ăn nói bừa bãi, nó làm ảnh hưởng đến các nhà, chứ các nhà ngự thế làm sao có tà vào đấy được. Cũng có tà. Nhưng mà vào đấy là... Nhà nó cũng có tà. Có tà, nhưng mà tà nó ngoan, chứ không phải tà nó... Tà của nó là tà người Hoa. Vâng, nhưng mà nó không láo. Tà người Hoa. Nhưng tà người Hoa này người ta đã tu niệm rồi, người ta tu rồi. À. Nhá. Tà người Hoa này người ta tu rồi, người ta là gái trinh. Mà con xem trong bà toàn người tốt lắm, chứ có ai xấu đâu, đừng ở âm ở đấy tốt lắm. Người ta là tà nhưng người ta là gái trinh. Vâng. Gái trinh, gái trinh nhá. Vâng, vâng. Gái trinh bị yểm. Vâng, vâng. Đệ nhớ chưa? Vâng, vâng. Gái trinh bị yểm, đã yểm lâu từ thời xa lắm rồi nhá. Nhưng mà người ta là Hoa Kiều. Người ta yểm. Vâng, vâng. Người ta hiểu, nhưng cái thần đấy người ta đã mất đấy rồi, mất hết đấy rồi, mất hết bùa, hết niệm rồi. À nhá, thật là cái bùa hết tác dụng rồi. Hết tác dụng rồi, nay người ta đã biến thành người ta lâu, người ta thành tà ở đấy rồi nhá. Tà tinh rồi, người ta thành tà tinh rồi, nhưng tà tinh này người ta đã tu luyện rồi, người ta theo Phật, người ta đã tu rồi nhá. À. Người ta tu rồi nên người ta tốt. Người ta tốt. Người ta tốt. Chính cái ghế này nó khôn đấy. Vâng, vâng. Nó khôn đấy. Vâng, vâng. Nó khôn là vì bây giờ nó đã biết. Nó không tụng được kinh. Vâng. Nhưng nó đã mở đài Lam Mô niệm Phật. Cho nên cái tà đấy nó giác ngộ. Nó giác ngộ Phật Pháp rồi, giờ nó tốt rồi. Dạ vâng ạ. Bạn nó nhá, bỏ ra chủ nhá. Vâng. Cứ yên tâm nhé. Vâng, vâng. Sang năm ta mới cho bán nhé. Dạ. Sang năm ta sẽ đưa khách về nhé. Vâng, vâng. Ta bán cho nhé. Vâng, vâng. Ta bán cho để lấy tiền trả nốt nợ nhé. Vâng, vâng. Trả nốt nợ xong người ta cho đi nhé. Vâng. Ta cho đi khỏi, chứ còn bây giờ ta hãy còn giữ nhé. À, là ông giữ à? Ta giữ. Thế ấy, ông ấy ở trên đất của Tiến ta chủ giữ, Phan nhá. Thị Lượng này đất. Cổ trên. Con. Nhá, vâng, vâng. Hổ con ta giữ. Ông là hổ nhá. Con ông giữ. Ta hổ con ta giữ. Vâng, thế con xin ông là cái đất này ngoài ông giữ ra thì còn các quan thần linh ở đấy có giữ không? Không. Các quan đấy là thích không. Đi thì đi. À là do ông giữ. Vâng. Không ai giữ cả nhá. Thế thì ông gia là... tiên nhà nó cũng không giữ. Vâng, nhá. Vâng, vâng. Mà gia tiên nhà nó sau này nó sẽ phải quay, nó phải quy đầu về bốn hổ, và sau này nhá. Không phải là mồm nó nói ra đâu nhá. Vâng, vâng. Sau này nó phải về đất nội tộc nhà nó để thờ phụng. Vâng, vâng, vâng. Bây giờ nội tộc nhà nó cho bán đất để trả nợ nhé. Vâng, vâng. Nhưng sau này về nó gia tiên nhà nó sẽ phù cho nó có tiền để về quê lộ phụng sự thờ cúng hương khói nhé. Vâng, vâng. Nhưng khi nào ta cho đi, bao giờ gia tiên nhà nó xin ta cho đi thì ta sẽ cho bán đất và ta cho về thẳng quê luôn, không cho ở đây. Vâng, vâng, nhá. Vâng, vâng. Không cho ở đây. Vâng, vâng. Nói thẳng với nó thế. Vâng, vâng. Khi nào ta cho thuận cả trần cả âm nhá, thuận cả tầng trần và âm thì ta mới cho về nhá. Dạ, vâng. Còn bây giờ thì ta chưa cho đi đâu. Vâng. Ta chưa cho đi đâu nhá. Vâng. Ông ơi, vừa này con xem trong bài Tiến chủ ở cái tháng 11 còn có cái cây cà bích hạn to lắm, ông đỡ cho cô nhé. Hạn ấy là hạn rơi vào cái lam tử. Thế thì ông biết là về ai, con xem là nó là đàn ông bị ấy. Chồng Tiến chủ hoặc con Tiến chủ bị thì xin ông thiêng thì ông đỡ cho nhá. Bảo nó về nhá. Vâng, vâng. Nó về cứ ngày đêm lên, ngày đêm ra cái hương mà kêu mà tấu nhá. Vâng. Tấu nhá. Vâng, vâng. Và tấu bảo nó chịu khó tụng kinh niệm Phật đi nhá. Vâng, vâng. Và tụng kinh niệm Phật để cho cái tà nó hồi hướng nhá. Vâng, vâng. Bây giờ nó đã coi là có cái đài cái đài ghi âm, coi là cái đài để mở đêm hàng đêm rồi đấy. Vâng, vâng. Bảo nó cứ mở suốt đi nhá. Vâng, vâng. Càng mở được bao nhiêu thì cái tà đấy nó càng tu nhanh. Vâng, vâng. Tu nhanh nó thì ngộ nó đạo, sẽ vâng, nó ngộ vâng, đạo nó không hành nữa. Thì nó sẽ là giải thoát cho nhá. Vâng, vâng. Chính nó sẽ giải thoát cho nữa đấy. Vâng, vâng, vâng. Và nó giải thoát, chính cái tà nó giải thoát cho cái thằng nam tử đấy.
nhé. Vâng vâng. Chứ không cái thằng Nam Tử nó sẽ bị cái tà nó lôi cuốn nhé. Vâng vâng. Đưa vào con đường tội lỗi nhé. Vâng. Nó đưa rồi đấy. Vâng. Nhưng rồi nó lại gỡ nhé. Vâng vâng. Nó gỡ nhé. Nó gỡ bảo nó gỡ đấy. Bây giờ nó đang gỡ dần cho nó đấy. Cho vâng. Nó đang gỡ dần cho thằng Nam thằng Tử. Thằng con trai thằng Phan Văn Tiến đấy. Thằng Nam Tử đấy. Vâng. Thằng đấy là pháp luật đúng không? Thằng đấy. Va chạm pháp luật đấy. Có rồi. Vâng. Có rồi nhưng giờ nó sẽ qua nhé. Vâng vâng. Đấy là xin ông tất cả rồi ông về ông là quan ngũ hổ ông lên đây được gặp các ngài nhà con ở đây ông cũng xin các ngài ở đây để kết hợp các ngài giúp cho là được chứ cái ca bích là hạn to lắm đấy hạn quan trần hoặc là hạn tai họa đấy còn nhá.